Mới về con xe đẹp quá chị. Xe tầm tiền ít mà quá đẹp luôn. Một chủ mua mới từ đầu. Con Daewoo Line City. Động cơ là 1.6 số sàn. Xe này là Daewoo Hàn Quốc nha chị. Line City một chủ mua mới màu vàng cát. Xe đẹp thật sự luôn chị. Máy rin, keo chỉ rin, đèn trước đèn sau gì rin hết. Chạy êm nhẹ như ý anh chị ơi. Chạy êm nhẹ như ý. Xe này bên Tâm bán cho anh chị một cái mức giá cực kỳ là yêu thương luôn nha anh chị nha. 148 triệu. Cuối 2009 và đầu 2010. Để cho anh chị 148 triệu, tiền nào của đó anh chị ơi. Bây giờ có thể anh chị đi mua cái xe khác rẻ hơn xe này, nhưng mà đi tìm cái chất lượng xe này là không có nha anh chị. Quá xuất sắc, máy rin, nội thất đẹp keng, một chủ mua mới. 148 triệu có thể bớt cho anh chị 1 2 triệu lọc, bớt cho anh chị 146 triệu nha. 146 triệu con xe quá đẹp anh chị. Màu vàng cát, nước sơn rin còn nhiều, nhiều thật là nhiều luôn. Cửa cốp rồi là còn rin hết trơn luôn. Tuốt nhẹ nhẹ 1 2 chỗ không thành vấn đề mà anh chị thấy nó đẹp không? Đây, bốn cái vỏ mới luôn. Và xe này bên Tâm sẽ bốc đăng kiểm mới cho nhà mình luôn nha. Đăng kiểm là 1 năm nha anh chị. 1 năm tới năm 2030 luôn á. Xe này là cuối 2009 nha. À, xém qua 2010. Một chủ mua mới từ đầu. Daewoo Line City. Dòng này chạy nó cũng bền đó. Cũng dễ thương đó. Máy lạnh tốt. Gầm bệ im. Không làm lỗi gì hết. Keo chỉ nguyên rin. Và đặc biệt là bốn cái vỏ mới thay anh chị. Bốn vỏ mới thay. Vỏ này thì còn trên 90 ha. Mọi thứ đang tốt, máy lạnh chuẩn, được bọc lại ghế da sạch sẽ hết rồi. Đây anh chị coi ha, gia chủ nói là nỉ ở trong còn rin luôn, nếu cần thì mình coi thử. Nhưng mà cái chất xe nó có lắm anh chị ơi, chất xe nó rất là có. Rồi mình coi cái bảng lời của nó nè, như mới luôn. Ổ khóa bảng lời như mới luôn. Ốc tán nè anh chị coi nè. 146 triệu nha anh chị nha. Thật sự là quá mới anh chị. 146 triệu anh chị mua xe này bảo đảm là xứng đáng đồng tiền bát gạo nha. Cái chất lượng xe nó rất là có chứ không phải là cái xe bình thường ha. Anh chị coi nè. Nó mới dữ lắm. Thấy không? Thấy nó mới không? Ốc nó 7 màu luôn. Vô lăng của nó hả? Chưa có mòn luôn. Keo chỉ của nó rin hết. Nhìn cái bộ ghế này nhìn thấy ăn tiền liền ha anh chị ha. Bộ ghế nhìn thấy ăn tiền liền. Trần nỉ nguyên rin nha anh chị. Bản lời 7 màu luôn. Mới. Mới ken xà len luôn. Anh chị nhìn ốc tán của nó nè. Đó, có cái xe mà ít tiền mà nó đẹp gì đi. Nó hiếm lắm chứ bộ. Đâu phải dễ đâu. 146 triệu nha anh chị. Rồi anh chị nhìn nè, keo chỉ nè, ốc tán bản lời nè, mới quá trời mới đó, hoàn toàn mới, chuẩn ha. Bọng dè lòng dè nè. Mới xanh lè xanh lét luôn. Đó nhìn chân phụt nè, cái bánh của nó không có trầy luôn chị. Còn chấm sơn luôn nè, mấy ốc này còn chấm sơn luôn nè. Ồ cái xe thiệt là vừa ý luôn, cái xe rất là vừa ý anh chị. Mâm mới tinh. Đã lắm. Nhìn vô cái xe là có cảm tình liền. À, mở cốp ở đây nha anh chị, mở cốp sau là ở nút này. Còn mở capo là ở đây. Rồi anh chị coi luôn đi ha. Ốc tán nè. Còn chấm sơn hết. Vô lăng nè anh chị nè. Vô lăng không có mòn luôn á. Ở đô xe này là 120 ngàn xịn nha anh chị. Không có tua đồng hồ đâu. Con gái mà biết gì đâu tua. Xe này người ta mới lấy của một người phụ nữ. Đứng tên. Một chủ mua mới từ đầu. Được ký ủy quyền về nhỏ em này rồi. Có màn hình cam dê có hay không để coi. Máy chạy êm lắm. Có trăm mấy à. Có trăm mấy à. Số tiền này cũng không phải nhỏ, nhưng mà với cái tầm tiền này mà có cái xe hơi lịch sự ngon lành gì cũng là ok rồi anh chị. Trăm mấy đối với người giàu thì nó không có lớn, nhưng mà đối với người nghèo là rất là lớn. Nhưng mà sản phẩm này là phù hợp nha anh chị. Sản phẩm này rất là phù hợp luôn. Đây nhìn nó dễ thương không. Nó sang trọng và nó lịch lãm không. Nó còn bóng hời luôn. Quá đẹp anh chị. Trăm bốn mấy triệu. Tạo điều kiện cho những gia đình có tầm tiền vừa phải, mới có bằng lái, hai vợ chồng hai đứa con, chở thêm người nhà nữa, 5 người ngồi lên đây đi, chắc chắn bền bỉ và rất là lịch sự anh chị. Đi tìm những con xe đời cổ quá thì nó lại hay hư hỏng vặt và đồ phụ tùng nó khó, còn dòng này thay đồ dễ lắm anh chị ơi, thay đồ sửa chữa rất là dễ và nó cũng ít có bị bệnh vặt lắm.
À, cái bánh cái thùng này còn mới, mà cái đội này còn mới, đội mới tinh luôn nè, đội riêng theo xe nè chị coi nè, đội của Hàn Quốc nè, tem đâu còn đó, cái đội mà nó mới dày luôn, còn cái thùng nó mới vậy luôn nè, anh chị cũng đủ hiểu được cái xe cái chất lượng nó ra làm sao ha. Bánh xe cua có nha, bánh nó là bánh đúc luôn nha chị, mâm đúc luôn, đang mở ra vệ sinh rửa ráy chưa bỏ vào, có đầy đủ, không có thiếu gì hết. Đồ nghề con đội tay quay là có. À, cốp sau là chưa mở, keo chỉ là rin hết. À, 146 triệu bán cho anh chị con xe này ha. Thật là vừa ý nha anh chị nha, thật là vừa ý luôn cho con xe. À, Daewoo Lacity 4 vỏ mới khoảng 90%, gầm bệ là đẹp. Ốc tán còn xanh dờn. Chỗ nào đen là đen, chỗ nào trắng là trắng. Anh chị thấy không? Chất xe có nha anh chị. Vỏ lốp mới, thùng bọng đẹp. Vô lăng củ số đẹp, máy rin. Cái quan trọng tâm nhấn mạnh ở đây là máy rin, máy chưa làm anh chị. Máy chưa làm là cái điều hết sức quan trọng nha. Trần nỉ nguyên rin. Quá xuất sắc anh chị, cưng lắm. Xe nhìn vô cảm giác lắm nha, chứ không phải cái xe tầm bậy tầm bạ đâu. Đồng ý là 209 thiệt, cuối 209 thiệt, nhưng mà chất xe nó còn, mâm nó không có vết trầy luôn nè. Vỏ nó mới nè, bọng dè rồi nè, không có xước, không có mòn, không có cũ gì hết đó, còn mới dữ lắm. Bán nhanh cho anh chị nha. Là 146 triệu nha anh chị. Và bảo đảm với anh chị là không tốn 1.000, Tâm có thể là bốc thăm giùm cho anh chị để tới ngày đăng kiểm mới luôn, có thể hỗ trợ cho anh chị đăng kiểm cũng được, không sao hết. Ốc tán bản lời như mới, đẹp keng. Đây anh chị nhìn nè, táp lô táp bi nè, mới xanh luôn. Ốc nè còn còn mới như là ốc mới gắn vô rồi, thấy không đẹp, nhìn cái là thấy liền. À, nước sơn còn bóng lắm anh chị, còn mới dữ lắm, không cần phải đánh bóng đánh bát gì hết mà nó mới sẵn vậy luôn rồi đó, nó mới sẵn vậy luôn nè. Anh chị nhìn nước sơn nè ha, đó mới tinh nè, rất là mới. Hồi nào giờ Tâm ít có làm dòng này lắm mà thấy nó đẹp quá đi, nó đẹp quá bỏ uổng, mua về phục vụ anh chị. À, anh chị có xe đi, Tâm có tiền lời và được phục vụ khách hàng một con xe tốt vậy, mình cũng được tiếng thơm, chạy ngon như ý. À, nếu không thì bên Tâm sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới cho nhà mình luôn cũng được, không sao hết. Bốc số rồi, một tháng sau đăng kiểm mà xe này còn tới tháng tháng mấy nữa lận. Máy móc nè anh chị nhìn đi, khô ren ráo quảnh, không có rò một tí dầu nhớt nào, mà cái máy rất là mới luôn, còn trắng phao luôn này, thấy không, xe đẹp, đúng nhìn vô cái là có cảm tình liền anh chị. Đây ốc tán nè, bình nước nhiệt nè, đẹp quá anh chị ơi, xương đầu xương ngang nè. Rồi 146 triệu nha anh chị. Cửa cốp capo còn rin hết, keo chỉ là 100%, tem bọng mà còn y hết nè. Đẹp quá. Anh chị đi tìm xe đẹp mua xe này nha. Đừng có mua ba xe nát quá về bệnh chết luôn. Xe này Tâm cảm nhận được một điều là nó rất là vừa ý nha anh chị. Đó, này ốc rồi còn chấm sơn hết nè. Bình ắc quy là bình khô mới, bình ri ếch mới. Mọi công năng chức dụng là đang hoạt động tốt và chuẩn. Chỉ chờ anh chị đến để đón em nó về thôi. Cái nhung này thường là nó sẽ rách tem beng hết, mà này còn y luôn nè. À, là biết rồi chất lượng xe nó ra làm sao rồi, ha, luôn kiến rin hết, tem bọng rin hết. Mọi thứ là chuẩn nhà máy sản xuất. Và đang vận hành rất là tốt, êm ngon. Không có khua lọc cọc gì hết. Chuẩn gia đình nha anh chị. Đây, động cơ là 1.6, số sàn, máy xăng, 5 chỗ ngồi, không hết đời, không không có hết đời, không có niên hạn nha anh chị, mãi mãi nha. Cho một con xe quá chuẩn mực, quá vừa vừa ý. Chốt cho anh chị nhanh gọn lẹ. 146 triệu, nước sơn rin xe này còn trên 70%. Và chất xe nó đều từ đầu tới đuôi, không cần phải dọn và không cần phải đầu tư nữa. Bên Tâm sẽ đăng kiểm mới cho nhà mình luôn. Tâm đã bóc phiếu rồi, vài bữa nữa tới hẹn đăng kiểm ha. Anh chị em có nhu cầu mua xe này thì liên hệ Tâm nha. Gọi vào hai số điện thoại là 0917 215 512 và 0974 83 55 22. Và số thứ ba là 0777 061 061. Đến với
Đại lý ô tô Duy Tâm có địa chỉ là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị. Liên hệ Tâm, nhiều xe lắm chứ không phải là con xe này đâu. Đang có nhiều xe để phục vụ quý khách hàng. Hôm nay là khách chờ ngày đẹp nè, cọc trong xe, trong kho khoảng mười mấy xe đó anh chị. Xe này là xe khách cọc mà. Đó thì đâu có xây kịp vốn đâu. Nên bên Tâm bán chỉ cần lời vừa phải là bán, kiếm mười mười mấy triệu là bán có khi 8 triệu cũng bán, kẹt tiền có khi 5 triệu cũng bán, nhưng mà ít lắm, trường hợp nó ít lắm, phải lời từ mười mấy triệu, tại còn trách nhiệm trách đồ nữa, hồ sơ hồ siết quay đầu quay đồ nữa, rồi còn sửa chữa nữa, nên rất là được bà con ủng hộ nhiều nhiệt tình. Khi mà ô tô Duy Tâm đã phát hành một cái sản phẩm nào là bà con quan tâm rất là đông, thì chính vì lẽ đó mà Tâm rất là cảm kích, và mỗi một ngày Tâm tìm một cái sản phẩm phù hợp để phục vụ bà con khách hàng. Rất là cảm ơn bà con đã nhiều năm theo dõi ủng hộ và cũng như đăng ký kênh. Người thì chưa có điều kiện thì theo dõi đăng ký rồi like rồi bình luận rất là tích cực, còn người thì có điều kiện thì đến ủng hộ. Tâm rất là cảm động và cảm ơn ha. Rồi xin kết thúc video đây, xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn nha.